Xin chào cả nhà, chờ bữa nay là ngày 7 tháng 6 năm 2024. Giá cam sành sỉ là 6.000 một ký, sỉ từ 20 ký trở lên. Sầu riêng ri 6, một thùng nữa là đóng là trên 50 ký, sỉ có giá là 50.000 đổ xuống nha cả nhà. Mình sỉ là một bịch vậy đó cả nhà, bịch đó là 20 ký trở lên. Vải thiều giá sỉ là 520.000 thùng 15 ký. Còn mặn Hà Nội loại ngon là 200.000 10 ký giá sỉ nha cả nhà. Cam sành bán lẻ là 10.000, 8.000, 7.000. Mặn Hà Nội loại ngon nhất nha cả nhà là sỉ là 200.000 thùng 10 ký. Dưa lưới bán lẻ là 12.000 một ký. Dưa lưới vàng là 30.000 một ký giá bán lẻ nha cả nhà. Măng cục là một thùng 12 ký giá 320.000 là giá sỉ nha cả nhà. Chôm chôm thái 20.000 một ký. Thì cho chôm thái loại nhất á cả nhà, loại ngon á là sỉ là 20.000 một ký, còn chôm chôm chóc là 10.000 một ký. Bưởi da xanh 20.000 một ký bán lẻ. Mặn Hà Nội bán lẻ 25.000 một ký. Chôm chôm thái bán lẻ là 25.000 một ký. Giá sỉ là tôm chôm thái là 20.000. Cam sành là bán lẻ là 13.000, 10.000, 11.000. Sỉ là người ta vô bọc vô thùng luôn, người ta không cho mình lựa nha cả nhà, còn mình mua lẻ người ta mới cho mình lựa. Và sỉ là người ta không cho mình lựa, là người ta lựa là một thùng luôn. Gừng sẻ là 40.000 một ký giá bán lẻ. Gừng này rất thơm luôn cả nhà. Giá khoai sọ nè cả nhà. Khoai môn sọ bự là 20.000 một ký, 15.000 một ký cũng có. Khoai lang thì đủ loại giá cả nhà, 10.000, 12.000. Bí đỏ giá sỉ 15.000 một ký. Cà chua cả nhà, cà chua bán lẻ là 22.000, 28.000 một ký. Thì loại nhỏ người ta bán rẻ, loại to hơn người ta bán giá cao hơn cả nhà. Hành tây 12.000 một ký. Củ dền 10.000 một ký.
hấp sú đẹp 15.000 một ký. Củ dền 35.000 bịch 5 ký. Khoai tây 5.000 một ký. Cải thảo này cả nhà, cải thảo thì có nhiều loại giá. 50.000 10 ký, 7.000 ký, 10.000 một ký. Bắp sú là 8.000. Có loại 10.000. Đẹp thì người ta bán giá cao hơn một xíu cả nhà. Xà lách tròn 23.000 một ký, xà lách sẽ là 25.000 một ký. Hẹ 13.000 một bó. Hành 20.000 một ký. Đây là khu vực bán lẻ nha cả nhà, đậu bắp 15.000 một ký. Bí đẹp là 15.000 một ký. Đậu ve 25.000 một ký. Cà rốt Đà Lạt 12.000 một ký. Ngò 5.000 hai bó. Củ hành 10.000 một ký. Củ dền 10.000 một ký. Rau cần 15.000 một ký. Dưa leo 13.000 một ký. Cà tím 8.000 một ký. Su hào 60.000 10 ký. Cà rốt 40.000 5 ký. Cà tím 35.000 10 ký. Sỉ nha cả nhà. Vô bịch là bịch 5 ký 10 ký. Bắp sú 70.000 10 ký. Cà rốt 35.000 nửa ký, 15 ký. Cà chua bữa nay mình thấy giá vẫn bình thường cả nhà, không cao lắm. Hành tây 12.000 một ký. Khoai tây 5.000 một ký. Sú Đà Lạt 70.000 10 ký. Cải thảo 50.000 10 ký là loại, thì nó có nhiều loại giá cả nhà. Cao tiền hơn thì loại ngon, còn ít tiền thì loại nó vừa cả nhà.
Bữa nay rau củ quả thì mình thấy giá bình thường, có bí thì nó giá nó cao 15 xỉ 15 ngàn một ký. Bí đỏ. Cà rốt Đà Lạt 13.000 một ký, giá bán lẻ nha cả nhà. Rau cần 15.000 một ký. Dưa leo 13.000 một ký. Củ cải trắng 8.000 một ký. Củ dền 70.000 10 ký. Video mình tới đây kết thúc nha cả nhà. Cả nhà xem hay thì nhớ like đăng ký cho mình nha.